dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 2 tháng 11. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 11 trở đi là giai đoạn chuyển dần từ mùa mưa sang mùa khô. Đêm nay và ngày mai, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tình trạng tạnh ráo, gió đông bắc cường độ nhẹ, giúp cho không khí dễ chịu hơn. Nền nhiệt cũng duy trì ở mức vừa phải, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió đông cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 3 tháng 11 năm 2021, cao nhất 405cm, xuất hiện lúc 1 giờ 10 phút, thấp nhất 180cm, xuất hiện lúc 18 giờ 55 phút.